Cuối tháng 11 năm 2023, từ nguồn khuyến công trung ương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Quảng Bình đã triển khai mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất viên nén gỗ tại nhà máy sản xuất viên nén gỗ của Công ty Cổ phần Dũng Nguyệt Anh Quảng Bình, khu công nghiệp Tây Bắc Quảng Hào, huyện Quảng Ninh. Từ đây, tỉnh Quảng Bình có thêm nhà máy sản xuất khá bài bản quy mô về chế biến gỗ rừng trồng. Điều này không chỉ giải quyết đầu ra cho gỗ rừng trồng địa phương mà còn giải quyết công ăn việc làm cho 40 lao động với mức thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng một người một tháng. Dẫu nguồn vốn hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công quốc gia chỉ 1 tỷ đồng trên tổng thể quy mô nhà máy doanh nghiệp phải đầu tư hàng chục tỷ đồng, nhưng đây thể hiện sự quan tâm động viên của nhà nước đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, khuyến khích sản xuất những sản phẩm mới có lợi ích cho cộng đồng. Nhà máy chúng tôi nhận được sự hỗ trợ nguồn vốn từ khuyến công thì nó góp phần giải quyết một phần khó khăn cho doanh nghiệp về vốn lưu động tại thời điểm đó. Sau khi thời điểm nhận được vốn ấy thì nó kích thích phát triển thuận lợi. Sản phẩm của công ty chúng tôi thì thị trường 100% xuất khẩu qua Nhật. Khách hàng từ Nhật Bản họ rất hài lòng với cái sản phẩm cũng như là cái chất lượng của sản phẩm nhà máy cung cấp ra. Đó chỉ là một trong ba dự án mà Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Quảng Bình hỗ trợ từ nguồn khuyến công quốc gia năm 2023. Ngoài mô hình viên nén gỗ, trung tâm đã hỗ trợ cho nhà máy sản xuất dăm gỗ của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Lâm với kinh phí hỗ trợ là 300 triệu đồng. Triển khai thực hiện đề án hỗ trợ cả cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ hàng công nghiệp nông thôn khu vực Bắc Trung Bộ Quảng Bình năm 2023. Đây là đề án có ý nghĩa quan trọng đối với chương trình khuyến công quốc gia và nhiệm vụ của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Quảng Bình. Việc hỗ trợ cả cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ trong nước đã tạo điều kiện, cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, đặc biệt là sự kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, mở rộng thị trường giữa cả cơ sở công nghiệp nông thôn các tỉnh, thành phố trong cả nước. Năm 2024, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Quảng Bình đang tiến hành khảo sát các đơn vị doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của nguồn vốn khuyến công quốc gia như đảm bảo nguyên liệu vùng trồng, sản xuất và tiêu dùng bền vững. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Nhất Toàn ở xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy đã xây dựng nhà xưởng, dây chuyền máy móc để sấy lúa cho bà con địa phương. Quy mô dự kiến là 80 tấn trong một ngày. Điều mà công ty mong muốn nhất hiện nay đó là nhận được sự hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công quốc gia để đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại, sớm đưa dây chuyền đi vào hoạt động, giải quyết bài toán đầu ra cho vườn lúa Lệ Thủy. Qua hệ thống sấy thì hạt lúa, chất lượng hạt lúa sẽ đảm bảo hơn. Cho nó đồng đều, tức hành lúa rất đồng đều trong quá trình sấy. Vì vậy chúng tôi cũng là mình dàn để đầu tư nhà máy này. Tất nhiên trong quá trình xây dựng thì gia đình cũng về kinh tế cũng rất gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy chúng tôi cũng đã làm tờ trình cũng xin Sở Công Thương, nhất là bên Trung tâm Khuyến công để hỗ trợ thêm kinh phí cho gia đình. Song song với nguồn vốn khuyến công quốc gia, trong những năm qua, tỉnh Quảng Bình luôn quan tâm và giao cho Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Quảng Bình triển khai nguồn vốn khuyến công địa phương đến cả cơ sở, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cả cơ sở công nghiệp nông thôn tỉnh Quảng Bình. Với kinh phí mỗi năm gần 3 tỷ đồng, sau khi khảo sát, trung tâm sẽ lập các đề án hỗ trợ cho các đơn vị. Tùy theo nhu cầu của các cơ sở, trung tâm hỗ trợ trang thiết bị máy móc hoặc nhãn mác, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm. Theo đánh giá chung, hầu hết các mô hình được hỗ trợ đều sử dụng đúng mục đích, phát huy được hiệu quả, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và tạo việc làm cho người lao động. Năm 2023, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Hoàng Minh Hưng ở phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới đã nhận được hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công địa phương 140 triệu đồng để đầu tư thêm trang thiết bị sản xuất đồ gia dụng từ nhôm và inox. Sau khi được đầu tư, công ty đã mua thêm 2 máy cắt và máy tạo hình. Nhờ vậy, nâng tỷ lệ cơ giới hóa tại cơ sở lên 80%, người lao động làm việc cũng thuận lợi hơn trước. Bên cơ sở chúng tôi sản xuất hơn 30 chủng loại. Hiện nay đầu ra sản phẩm của bên chúng tôi là chủ yếu là Hà Tĩnh, Quảng Trị. Bên chúng tôi thì hiện nay là đang giải quyết công việc làm cho 12 người. Còn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nước sạch An Nhiên tại xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, nguồn vốn khuyến công hỗ trợ là động lực để giúp công ty sản xuất ra mặt hàng chất lượng phục vụ người tiêu dùng. Sinh năm 1991, sau khi thử nghiệm với nhiều công việc khác nhau,
cuối năm 2023, anh Dương Việt Quân quyết định khởi nghiệp thành lập nhà máy sản xuất các loại nước tinh khiết. Là người trẻ, bước vào thành lập doanh nghiệp, công ty thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, nên được sự đồng hành hỗ trợ của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại, anh quyết định đầu tư thêm hệ thống máy móc để sản xuất thêm loại nước khoáng kiềm. Sau một thời gian đi vào hoạt động, đến nay công ty anh đã đi vào hoạt động ổn định. Năm 2023, 2024 này thì có rất nhiều doanh nghiệp là đang gặp khó khăn, nhưng mà chúng tôi cũng đã đi lên để mà cố gắng để thành lập một cái doanh nghiệp là tư nhân đầu tiên của tỉnh Quảng Bình là sản xuất về cái nước ion kiềm. Thì ban đầu thì doanh nghiệp nào cũng gặp nhiều vất vả và khó khăn, thì song song với đó thì Sở Công Thương đã quan tâm và tạo điều kiện cho chúng tôi, hỗ trợ cho chúng tôi về mặt các cái thiết bị máy móc để cho chúng tôi có một cái cơ sở vững vàng để mà cố gắng phát triển. Một trong những hoạt động được xem là khá thành công của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Quảng Bình đó là hỗ trợ các cơ sở sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, trưng bày giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng. Ngoài hỗ trợ kinh phí để các cơ sở tham gia hội nghị, hội chợ, giới thiệu sản phẩm, thì trung tâm cũng dành kinh phí từ nguồn khuyến công địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các điểm giới thiệu và bán hàng tại địa phương. Dù nằm ở địa bàn vùng nông thôn, thế nhưng điểm giới thiệu sản phẩm của Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ tinh bột Hiền Thuấn mỗi tháng thu hút nhiều đoàn đến tham quan mua sắm. Điểm giới thiệu sản phẩm này không chỉ giới thiệu các sản phẩm do cơ sở sản xuất mà đặc sản của các vùng miền khác cũng được Hợp tác xã trưng bày và bán phục vụ người tiêu dùng. Trước đây hợp tác xã của chúng tôi rất là nhỏ lẻ, nhưng cũng do sự quan tâm của các ban ngành như Sở Công Thương cũng đã được hỗ trợ tem bao bì nhãn mác và là trang thiết bị ở gian hàng, thì hợp tác xã của chúng tôi thì càng ngày càng phát triển. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới để tiếp sức cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong sản xuất kinh doanh, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Quảng Bình sẽ tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, chủ động phát triển cả ngành có lợi thế của tỉnh, ngành nghề có sản phẩm phục vụ du lịch, thúc đẩy hoạt động kết nối giao thương các sản phẩm công nghiệp nông thôn, hình thành các sản phẩm, nhóm sản phẩm có sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Khuyến khích chuyển giao, ứng dụng máy móc thiết bị, khoa học công nghệ mới vào phát triển sản xuất theo hướng bền vững, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh Quảng Bình. Trong thời gian vừa qua thì đối với nguồn kinh phí từ chương trình khuyến công của địa phương thì Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại cũng đã khảo sát, lựa chọn và hỗ trợ cho các đơn vị, và mục tiêu của cái chương trình khuyến công địa phương cũng là ưu tiên để phát triển những cái sản phẩm có cái lợi thế của về trên địa bàn tỉnh, như là chế biến dược liệu, như là chế biến thủy hải sản, từ đó để kích thích cái sự phát triển của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh, cũng như là phát triển các cái cơ sở này theo cái chiều hướng là ổn định bền vững. Đối với cái chương trình khuyến công quốc gia thì trung tâm định hướng năng là các cái dự án về hỗ trợ về cái nguồn kinh phí khuyến công quốc gia thì nó có cái vốn đầu tư lớn và cái quy mô nó tương đối là bao trùm trong cái địa bàn các cái vùng trên địa bàn tỉnh. Thì vì vậy thì trong quá trình khảo sát lựa chọn, chúng tôi cũng lựa chọn những cái dự án đầu tư nó mang tính là đầu tư lớn và sử dụng cái nguồn nguyên liệu rất lớn, cũng như là sử dụng cái lực lượng lao động nó lớn và dồi dào để đảm bảo được cái sự ổn định trong cái việc sản xuất lâu dài. Quảng Bình có gần 9.000 doanh nghiệp, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Để tiếp tục làm tốt vai trò bà đỡ, tiếp sức cho cơ sở công nghiệp nông thôn trong sản xuất kinh doanh, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Quảng Bình sẽ tiếp tục tranh thủ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương để hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh. Mục tiêu là thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển, nâng cao giá trị công nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương Quảng Bình.